Ủa anh làm gì anh quay? Lướt Facebook chứ làm gì em. Đang đợi loại quay xe độ nè, lâu quá. Đang quay chơi chứ gì vậy anh quay? Đang quay chiếc hẹn. Chiếc hẹn rồi. Anh nhớ là trên bình luận người ta kêu là làm quay khu nhiều lắm anh quay ơi. Thì mấy cái đó thì để sau đi. Mà sao, có gì không? Em đói quá vậy mới đặt cái giùm ăn đi. Sao anh quay tiếp. Ok, để vậy nè. Ăn gì cũng được đúng không? Ok anh. Ok. A few minutes later. Dạ, đặt đồ ăn bên nào quá không anh? Dạ đồ ăn á. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Ủa này chiếc xe của anh luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Cái gì mà độ dữ vậy trời? Thôi, em không đặt đồ ăn nữa, bom hàng luôn. Chết em. Em mượn xe quay đi. Chết em anh ơi, chết em anh ơi. Nói chứ ăn uống thì hồi em ăn sao? Bây giờ ở đây cũng có chỗ thoáng rộng nè, em đang đợi quay xe độ luôn nè. Thôi bây giờ anh cho em mượn chiếc xe quay luôn đi ha. Dạ được anh. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, có gì vậy? Nói chung thì lần đầu tiên anh em mình gặp. Dạ. Em quá thích chiếc xe của anh luôn. Dạ. Mà anh chạy nào vậy rồi tiền đâu mà độ dữ vậy? Chiếc xe nhìn cây phụt không là bằng giá trị chiếc xe rồi. Dạ. Phụt nitron nè. Dạ đúng rồi, em để dành anh, để dành. Dạ đúng rồi. Rồi mình chạy nào vậy rồi mình chạy thường là mình chạy bằng chiếc này luôn. Dạ, em để ở nhà lâu lâu thứ bảy chủ nhật em chạy à. Trời. Dạ. Ai ngồi lên chiếc này xuống chết luôn anh em. Và chiếc này quý thấy là độ rất nhiều món đồ chơi giá trị luôn. Bởi vậy em không thể nào tha cho anh được. Dạ. Bắt buộc là phải mượn chiếc này để quay clip rồi. Dạ. Và mình chạy như vậy á, rồi kinh thu nhập của mình ổn không anh? Dạ, một ngày khoảng từ 4 đến 500 à. 4 đến 500. Dạ. Là mình chạy từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ từ 10 giờ sáng tới 8 9 giờ tối à. Ghê thiệt. Dạ. 10 giờ sáng tới 8 9 giờ tối. Dạ đúng rồi. Mà thu nhập chỉ khoảng 4 500 thôi. Dạ đúng rồi. Mà mua cây phụ quay lướt qua thôi à, phụt 37 triệu, cái cầm mười mấy triệu. Độ này à, quá dữ luôn, rất nhiều món đồ chơi luôn. Một xíu nó Huy sẽ tìm hiểu chi tiết cho anh em. Còn bây giờ thì cũng xin cảm ơn anh đã cho em cũng như ekip Hai Bánh có cơ hội để quay con xe này. Dạ, thì dạ. Chút xíu nữa anh em mình sẽ nói chuyện tiếp ha. Dạ. Còn bây giờ thì em sẽ làm bổn phận trách nhiệm của mình đó nha. Review chiếc này. Dạ dạ. Ok, cảm ơn. Dạ. Như lúc đầu nãy Huy có chia sẻ cho anh em rồi, cái điều Huy thích nhất trên chiếc xe này, nhìn vô là thấy ấn tượng và đập con mắt nhất, đau thận nhất, đó chính là cây phuộc nitron R3 này. Đây là một mẫu phuộc đẳng cấp nhất hiện tại ở thế giới, nó đến từ Anh Quốc và nó có trụ sở tại Mỹ và Nhật Bản, cho nên là nó rất dễ dàng để tiếp cận người chơi xe tại châu Á. Và giá cái mẫu phuộc này nếu chúng ta đập hộp sẽ rơi vào khoảng 37 triệu đồng. Đổi lại 37 triệu đồng chúng ta có gì? Có một thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới, có một cây phuộc đáp ứng tốt đầy đủ. Bởi vì nó sở hữu 3 chế độ, R1 là 1 chế độ, R2 là 2 chế độ và R3 sẽ là 3 chế độ đẳng cấp nhất của nitron. Thì ở đây anh em sẽ thấy được nè, một cái phuộc nitron thì sẽ có một cái lò xo màu nitron và cái bình dầu thì nó kiểu như là màu xám vậy đó, và sẽ chỉnh được cái độ mà hồi nhanh chậm ở vị trí dưới chân phuộc này và cái độ nén của lò xo ngay chỗ cái nhẫn ở đây nè, cái vòng tăng chỉnh đây nè. Ngoài ra thì còn có một hai núm chỉnh nằm ngay trên bình dầu. Hai cái núm chỉnh này sẽ tương ứng với chỉnh mà kiểu mà khi mà chúng ta vào cua tốc độ cao, nhanh chậm này nọ, hoặc là độ hồi nhúng của dầu sẽ nhanh chậm, của cây phuộc nhanh chậm là do chỉnh ở trên này. Nói chung là nó cũng gọi là có thông số hết rồi. Huy cũng không có rõ cái thông số chỉnh như thế nào cho mỗi cái dòng phuộc khác nhau nữa. Mà nhìn nó đẳng cấp thực sự luôn. Cái ti phuộc sẽ lớn hơn zin và cái lò xo nhìn nó dày và nó nhiều vòng hơn, cái độ vòng á hơn zin, cho nên nó đáp ứng rất tốt cái độ nhúng nảy. Và khi gắn vào chiếc quay 125 này thì anh em sẽ thấy là phải khoét. Nếu không muốn khoét thì đừng chơi bình dầu, còn đã chơi bình dầu bắt buộc phải khoét. Khoét cái phần nhựa nhám dưới đây và khoét nhìn rất là đẹp luôn anh em, có độ thẩm mỹ. Ok, rất đẹp. Sẽ nhiều anh em đang thắc mắc là cái bộ áo này, chiếc xe này là quay 125 hay là full úp lên. Thì hồi nãy Huy cũng có hỏi chủ xe rồi. Thì chủ xe có nói là đây là chia sẻ thật luôn đó nha, là đây là úp lên quay 125, nó là full. Và giá của full tại thời điểm hiện tại thì cũng rơi đâu đó khoảng 40 triệu đồng cho một chiếc xe mới. Nhưng mà nếu mà úp lên quay 125 thì mình sẽ úp những chi tiết như gì? Thì đầu tiên sẽ là bộ áo. Ủa cái bộ áo này là mình úp hết luôn là khoảng giá khoảng nhiêu anh? Dạ 4 triệu rưỡi. À là cái bộ áo này, là cái màu này là màu của quay 125 luôn. Dạ, đúng rồi. Là 4 triệu rưỡi cho một bộ áo. Rồi mình làm thêm những cái chi tiết tem này nữa cho đúng là một chiếc quay Thái luôn.
thì chi tiết tem á sẽ ở đây. Thứ nhất là nằm ở vị trí này, thứ hai là ngay chỗ cái cốp. Ủa cái cốp mở chưa ta? Ừ không có chìa khóa mở cốp vậy anh, chị mượn chìa khóa. Không sao không sao, đem anh chặt đem đi đây luôn. Rồi ok, cảm ơn nha. Ủa mở cốp là mình hai lúa quá, hai lúa. Ok, đây thì cái chi tiết mà tem này nọ anh em sẽ thấy đây là tem Thái đó, và một cái tem nữa ảnh đang cất trong đây chưa biết dán ở đâu nè. Anh em biết cái chỗ này dán ở đâu anh em chia sẻ luôn nha, comment phía bên dưới cho Quy biết luôn đó, thì sẽ up lên nữa. Và Huy đang cầm khóa smart key trên tay, thì khóa smart key này cũng đã được anh chủ xe gắn lên trên chiếc xe này rồi, chứ không phải sử dụng khóa cơ nữa. Một phần thì cũng bảo vệ chiếc xe của mình, bây giờ trộm cướp thì nhiều lắm, gặp ảnh là ship nữa. Ủa lỡ bước xuống ship đồ ăn dao này nọ cho người ta, cái ở đây thấy chiếc xe bén quá bẻ khóa chạy đi luôn sao, còn có khóa smart key thì an toàn, không bao giờ chạy được. Cái bộ khóa này nhiêu nữa anh? Dạ 4,5 triệu. Cái bộ khóa thêm 4,5 triệu nữa, gắn nó nhiêu viên không? À gắn thì cũng hơi công phu một xíu, nhưng mà mình không có khoét gì ở trong chi tiết này đúng không? Vậy là cái form, cái form ổ khóa của khóa smart key này sẽ như zin cho quay 125, còn Quy không biết là có câu điện này nọ các kiểu bên trong hay không, cái đó thì thợ điện họ sẽ biết ha. Nói chung là một cái tính năng an toàn bảo vệ chiếc xe của mình, mình thì tự giữ đồ mình thôi chứ không ai giữ giùm mình hết đâu. Bóp rất là feel luôn anh em, cùm thắng Rambo Billet 13 triệu cho một cùm này. Cái giá thì Quy báo thì khoảng khoảng vậy thôi nha, tùy thời điểm nữa. Đây nguyên một cái cùm sẽ là nguyên khối billet luôn, và cái tay cũng như vậy đó. Và đây thì bít tông của nó sẽ là 16. Theo Huy biết thì nó khác so với những thằng RCS có Sakota. RCS có Sakota thì nó sẽ nhiều sự chọn lựa cho anh em hơn về bít tông, còn đối với thằng billet này thì chỉ có hai thôi, một là 16 và hai sẽ là 19. Với đối với cái cùm này thì sẽ có hai cái chế độ điều chỉnh, đó là chỉnh cái độ ne, cái độ chống gãy, thứ hai là chỉnh cái độ khoảng cách xa gần tùy theo kích thước tay của mỗi người nè. Ở đây thì cũng được lên một bộ kit titan rồi. Cái bộ kit này khoảng 1 triệu không ta? 650 bộ kit này gồm 3 món, quá là xịn sò luôn. Và cái cảm giác bóp nó cho lực phanh cực kỳ là dịu luôn, bởi vì cái tay này bít tông chỉ 16 thôi, và sử dụng con heo thì con heo 2 bít, cho nên canh dầu tới này nọ thì ok, nó sẽ có cái độ chờ này nọ các kiểu, bóp feel feel lắm anh em. Và gắn nè, anh em nhớ là gắn, lưu ý cái là gắn là khoét, chứ không thể nào gắn như zin được. Anh em muốn gắn như zin này anh em có sử dụng cùm zin, còn đã lên đồ chơi bắt buộc là phải khoét đó. Thực sự nguyên bản của chiếc quay 125 này nó đã là bánh căm rồi, nhưng mà bây giờ chủ xe muốn tạo cho nó điểm nhấn hơn, cũng như là giúp chiếc xe sẽ giảm trọng lượng hơn. Đôi khi chúng ta thấy là nó giảm trọng lượng thật sự nó không đáng là bao nhiêu, nhưng đối với những người mà yêu thích cái độ feel, yêu thích cái độ mà gia tốc nhanh, thì giảm 1kg 2kg cũng là đáng kể rồi anh em. Ở đây anh em sẽ thấy là niền nhôm đến từ thương hiệu là Excel, và nó là màu đen ha, đi kèm là cam Nova, và đùm của nó sẽ là đùm FPS, đi kèm nó nữa là còn vỏ đun lớp T900 nữa, và full combo mà gắn hoàn chỉnh lên xe luôn là khoảng 5 triệu đồng. Và thông số niền sẽ là 1.4 phía trước và sau sẽ là 1.6. cái đường kính của nó sẽ là 17 inch nha anh em, lưu ý điều đó. Và đĩa này thì Quy phải nói là đĩa handmade đi ha, bởi vì đĩa này là do một cái workshop thực hiện lên nên, và cái đường kính của nó sẽ là 220mm và được bấm những cái vị trí mà cái lưỡi đĩa chung với cái lồng ở đây nè. Cái lồng này cũng lồng xinh xi luôn và có một cái logo Rambo. Thì giá của đĩa này hồi nãy Huy có hỏi á, thì là khoảng 1 triệu đồng cho một cái đĩa. Và con heo cũng là một điều rất đặc biệt đối với cá nhân Huy, và Huy nghĩ là lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Hai Bánh luôn. Thương hiệu thì rất quen thuộc đối với anh em, heo ăn cho. Nhưng đây là mẫu của Moto 3, có nghĩa là chân của nó nằm đứng chứ không phải là chân phổ thông nằm ngang. Những cái con heo mà Moto 3 thì thường thường là trong những giải Moto 3 anh em, con heo Rambo Moto 3 thì giá nó sẽ là 30 mấy triệu một con. Nhưng đối với con heo này sẽ giúp tiếp cận người chơi dễ hơn, nhưng mà có độ thẩm mỹ cũng không thua kém gì, phải nói là 70 con Moto 3. Nó cũng cấu tạo ngoài là nhôm, nó là billet, nhưng mà nó không phải nguyên khối như con Moto 3, nó là hai mảnh nó ghép lại, và giá của nó khoảng 5 triệu một con. Cái đặc biệt nữa là nó sẽ có hai cái ốc gió, hai ốc gió là nằm phía sau này nè, còn ốc dầu sẽ nằm trước đây đó.
Và khi mà anh em chơi con heo này chán rồi, anh em có điều kiện rồi, anh em muốn thay con heo mô tô 3 vào, thì anh em chỉ việc tháo con heo này vào rồi đút con heo mô tô 3 thôi, không cần phải chạy một bát sinh si. Bởi vì cái thông số của hai cái chân đứng nó sẽ bằng con mô tô 3 và bằng luôn cả cái con Akosato cũng kiểu mô tô 3 luôn, hay vậy đó. Nè nhìn rất đẹp, hai cái chữ ăn cho rồi cái mỏ neo nè. Và dây dầu truyền lên sẽ là dây heo và bấm đầu ơ. Ở đây Huy còn thấy thêm một ngắt thái nè. Và cái sự kỳ công ở đây khiến nhìn cá nhân Huy nhìn vào hơi rối, nhưng mà nhìn hồi thì thấy cũng thú vị. Ở đây thì thêm một cái vị trí mà để đi qua con ốc gió, có nghĩa là con ốc gió nó nằm ở trong này nè. Thì bây giờ bắt vô chỗ vị trí ốc gió rồi câu lên đó, tới đây thì qua cái ngã ba. Cái ngã ba này thì dùng dành cho những cái dòng xe phân khối lớn, bởi vì họ sử dụng hai con heo thì họ sẽ cần cái ngã ba này để bóp cho một cái cùm phanh thôi đó. Nhưng mà đối với ngã ba này, ở đây tới vị trí này thì cái cọng dây con ốc gió này sẽ hết tác dụng, nó sẽ dừng ở đây để nhường cho cái cọng dây dầu này truyền dầu lên đó, đi lên trên cái cùm phanh bi led. Rất là công phu và nghệ thuật ha, và một phần nữa là dư tiền. Thì dù độ cái nào độ, nói chung là cũng full cái những cái món ăn chơi rồi, nhưng mà vẫn giữ cái bô zin. Một phần đó là chủ xe thích cái sự êm ái, một phần thì nó cũng là gọi là sao ta, là đi ship hàng này nọ đó, nói chung là đi cái bô độ gây chú ý quá. Giao thông thì bây giờ nhiều lắm, mình gặp phía sau mình sao biết được. Chụp vô với những cái món này, mấy chú áo vàng nó cũng biết giá trị của nó, nên là anh em biết chuyện gì tới thì cũng sẽ tới rồi, cho nên cũng hạn chế cái phần nào, chỉ tạo điểm nhấn cho cây bô zin, đó chính là một cái cổ bô titan đó. Và thật sự luôn, cái đẳng cấp mà chơi bô độ cỡ nào cỡ rồi khi về zin người ta cũng thích thú hơn, bởi vì chơi bô độ thời gian cũng chán thôi. Cái sự êm ái thầm thì của cục máy quay 125 thái này anh em cũng biết rồi ha, rất là tuyệt vời, êm lắm, như là chó thở là có thiệt. Và nhiều chiếc quay mà Huy từng làm, phía sau thì sẽ độ lên là hai đĩa, có nghĩa là trước một đĩa sau sẽ thêm một đĩa nữa. Nhìn nó hầm hố, nhìn cái dàn chân nó cứng cáp lắm. Nhưng mà nếu mà bạn nào muốn cái dàn chân đơn giản, cái dàn chân cơ bản còn mang hơi hướng gì đó của nguyên thủy, có một chiếc xe zin, thì chỉ cần nhẹ nhàng thôi, thay một cái càng thắng xin si ở đây đó, và một cái đũa thắng nè, nhìn rất là đẹp luôn. Và cái đồ chỉnh cái càng cũng là núm bông này nọ. Ủa mà cái hiệu này phải của Acti không ta? À Thiện TBT phải không? Cái bộ này khoảng nhiêu anh? Cái bộ này là 900, là 3 món phải không ta? 3 món. Cái đũa rồi cái núm chỉnh với cái càng là 900.000. Rồi cái bát tăng sên cũng là xin si ha anh em. Rồi, bây giờ qua đây Huy sẽ cho anh em xem một thứ cũng thú vị. Một chiếc xe mà dù là xe kiển, xe độ họ vẫn gắn, họ rất thích gắn, đó chính là cây trợ lực sườn ô liền. Và một lần nữa Huy phải có lời khen những người thợ, người thầy khoét rất là đẹp. Nói thật xin lỗi anh em, nhiều bản độ khoét kiểu như là chó táp để nhìn rất là gớm. Còn ở đây cái độ thẩm mỹ cực kỳ cao, thà không khoét thì thôi, khoét là phải đẹp như vậy nè. Và cây trợ lực ô liền này Huy nghĩ là giá của nó dao động khoảng 8 triệu đồng cho một cây đó. Và cái việc mà chỉnh nặng nhẹ như thế nào tùy thuộc vào anh em, thì qua cái núm chỉnh màu vàng ở đây đó, ngoài hướng kiển để đi cà phê thì anh em cứ về cái mức không. Còn nếu anh em chạy tốc độ cao, anh em sợ cái xe mình cái cổ lái sẽ bị sàn lắc, thì anh em cứ chỉnh cho nó siết hơn thì nó sẽ đầm xe hơn, cái hiệu năng của nó mang lại sẽ là như vậy. Và những cái chi tiết nhỏ thôi để tạo điểm nhấn ở đây, tôi thấy như là những cái ốc Salaya nè, rồi chân chống nè, chống nghiêng, chống đứng đều là chất liệu nhôm hết đó. Và qua bản độ này Huy nghĩ nó là một cái bản độ mà để lại cảm xúc cho rất nhiều anh em, kể cả cá nhân Huy. Bởi nhiều món rất là đẳng cấp và lạ mắt, như là Phuộc Nichon 37 triệu và con heo lần tiên xuất hiện trên hai bánh heo ăn cho kiểu mô tô 3 ha. Và anh em có thể có những ý tưởng táo bạo hơn để độ tương tự như chiếc xe này. Và tổng bản độ chiếc xe này, anh chủ xe, anh xin đứng lại đây cho mọi người thấy ơi, đẹp trai mà, chia sẻ cho Huy là khoảng 100 triệu đồng cho một bản độ mà dành cho các anh chị nào thôi, chạy từ 9 giờ sáng tới 10 giờ tối một ngày chứ được khoảng 500 ngàn mà dám độ cái chiếc xe như thế này, khó tin được, chắc chắn là độ vì đam mê rồi anh em.
công việc này làm như là phá thời gian thôi. Và em cũng mới review cho anh chiếc xe này rồi. Dạ. Anh chuẩn bị được lên kênh YouTube của Hai Bánh đó. Dạ. Bởi vì không biết là anh có thể cho em hai hộp cơm gà để em với ekip ăn cú đói được không? Đừng lấy tiền tụi em. Dạ được anh, được. Ok anh em mình ok dạ, còn dạ. Còn chờ nữa, còn quay chiếc khác nữa. Dạ, dạ. Và cũng cận Tết lắm rồi. Em mong thì anh và gia đình cũng như những bạn đang xem clip này sẽ có những ngày bên gia đình vui vẻ, hạnh phúc, cũng như là đam mê độ xe của mình sẽ phát triển theo cái hướng tích cực nhất có thể. Yeah. Xin cảm ơn anh một lần nữa đã cho mượn chiếc xe này. Dạ dạ, cảm ơn. Rồi, bây giờ em với anh cùng chào mọi người ha. Dạ dạ. Happy New Year. Dạ.